Xem gì vậy? Vì cái đó đó, nên là có tuổi rồi, cái chuyện đó càng ngày càng khó. Như này thì chắc vợ nó cho về hưu sớm không? Ôi chào, tôi cũng như ông vậy. Trên bảo dưới không nghe rồi. Không phải đâu, tôi thấy còn liên quan gì là cái gọn đấy chứ không phải vậy đâu. Thì uống đủ lít cơ thể sẽ gọn chứ sao, tôi cái gì chẳng giỏi. Tóm lại là công ty quên là muốn đẹp thì phải uống nhiều lít, mà tôi thấy tôi đẹp rồi chắc không cần quan tâm đâu ơi. Thì nghe vậy chứ còn làm hay không mình biết, và nhân tiện đây thì chiều với nhà mình ra quán làm 3 lít thực hiện theo chính sách của công ty. Ok, chiều làm 3 lít. Anh không biết gì à? Là nhờ chiến lược 2022-2027 của tập đoàn đấy anh. Chiến lược gì thế em? Chiến lược lít trên bảo mà các anh thì cũng không chịu nghe. Lít viết tắt tiếng Anh là List Expert Active Digital Information đó nghe anh. Gọn là tổ chức, quy trình, cấu trúc, hàng hóa dịch vụ. Phải gọn nhẹ, tối giản với chi phí tối thiểu nhất. Tin là công nghệ tiên tiến, máy móc hiện đại, năng lực vượt trội, nhân sự tinh nhuệ. Sáng là phải sáng tạo, năng động, đổi mới, tiên phong, vượt qua mọi giới hạn. Mình là ứng dụng mới, thông minh, chuyển đổi số trên toàn chuỗi giá trị. Lít gọn tinh sáng mình. Các anh nhớ chưa nào? Chúng ta đã trì trệ quá rồi, trên bảo dưới không nghe, làm sao mà đẹp được? Chưa bao giờ làm một cái anh à. Vậy chúng ta phải quyết tâm thôi. Quyết tâm. Trên bảo dưới nghe. Bí quyết của chúng tôi là làm theo chiến lược của công ty. Muốn mạnh khỏe bền lâu thì làm theo chiến lược LEAD. LEAD, dẫn đầu, dứt khoát và mạnh mẽ.